Xin chào tất cả mọi người, là Đàn Vu đây. Như ở clip trước ấy, thì mình có kể lại cái quá trình đi làm đẹp tại bệnh viện thẩm mỹ Gangwu. Thì mình đã thực hiện cái combo là đi cắt mí này, quạt hàm và trượt cằm. Sau khi nghỉ ngơi và được bác sĩ theo dõi 2 ngày tại bệnh viện thì mình đã được cho về nhà. Những ngày đầu vết thương của mình sẽ sưng nhẹ và hơi ê nên là bác sĩ cho mình thuốc giảm đau. Sau khi dùng thuốc giảm đau thì sẽ không có đau đớn gì nữa, chỉ là khi mà nói chuyện thì hàm sẽ mở ra hơi khó một chút. Ít nhất trong khoảng 2 ngày đầu thì mình sẽ phải chườm lạnh liên tục để giảm sưng và đeo băng nẹp cố định cho vòng 7 ngày. Thì các bạn điều dưỡng cũng hướng dẫn mình rất kỹ là vệ sinh vết thương như thế nào để cho không bị nhiễm trùng. Bên cạnh đó thì bệnh viện có sử dụng công nghệ nội soi 4K và dao mổ SQLab nên là mình không bị sưng bầm nhiều sau khi phẫu thuật. Đây là ngày đầu tiên này, ngày thứ 2 và ngày thứ 5. Sau 7 ngày thì mình sẽ đến bệnh viện để cắt chỉ mắt và sau đó bác sĩ sẽ hướng dẫn mình cách chăm sóc vết thương, bôi kem trị sẹo để mang lại cái kết quả đẹp nhất. Và đây là kết quả cắt mí của mình sau 2 tuần nhé. Nhìn rất là đều và hài hòa với gương mặt. Nói chung là mình rất hài lòng với lần sửa lại này. Bạn bè của mình gặp thì ai cũng đều khen hết và tin rằng là sau khi mà vào form ấy, thì nó sẽ còn đẹp và tự nhiên hơn cơ. Mọi người cùng chờ xem nhé.